Mình ba ăn, còn nữa ông ăn cái gì? Thì ăn nước tương nước Vậy là nhường cho bà ăn hả? mắm. Trời ơi. Vậy ông thương bà dữ lắm đấy chứ. Thương Bà chứ. hai. Bà ơi. Bà ông thương bà lắm đấy chứ. Vậy đó con ơi, sống vợ chồng trăm năm mà từ hồi nào giờ, bây giờ bà vậy mình phải tiện tặng cho bà ăn. Dạ đúng rồi. Mình ăn Mình cực tí không sao đúng không? mình còn sức mình ăn cực khổ chút đỉnh cũng không đến nỗi gì. Dạ. Hey, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị cũng như tất cả các bạn nha. Lại là Tiến Sài Gòn đây ạ. Hôm nay thì Tiến Sài Gòn đi xuống thăm một hoàn cảnh ở thị trấn 7000, tỉnh Hậu Giang các bạn. Con đường này là trên một cái bờ đê, bờ sông mà mình đang đi vào thăm một bà cụ ở trong này. Được vợ chồng anh chị đằng trước đó có giới thiệu cho bọn mình biết, nên là bọn mình xuống để thăm và chia sẻ các hoàn cảnh này tới với đi qua sông mà chị. Cái nhà đó em mới xin cho nó đó. Xin cho cái nhà hồi nãy đó. Nhà bên này á. Nhà này sập rồi đó, em cũng mới. Là bà cụ hay sao vậy? Bà cụ bị tai biến. Bà cụ bị tai biến à? Dạ. Em không biết tên họ bà là gì, bà bị tai biến gì đó. Bữa cảnh em có qua đây em thăm rồi. Phải nhờ thuyền qua sông đó. Dạ. Bây giờ bọn mình phải Bảy ơi. Kiếm cái thuyền nào đó để đi qua cái sông này. Bà bị tai biến sợ bị đè đi. Rồi em mới xin cái tổ từ thiện là bà năm nay nhiêu tuổi ấy chị? Bà 73 tuổi. Có hai ông bà ở đây có hai con không? Bà với cái bà bị câm điếc. Bà bị câm điếc bà ở chung, bà 52 tuổi bà con. Dạ. Rồi cái nhà sập rồi mới sợ bị tai biến sập thì bỏ bờ ra không được, thành ra em mới xin một căn nhà chung với nhà hùng hồi nãy để cho luôn đó. Vậy là bây giờ chờ mà sang rước mình qua sông để thăm về cái hoàn cảnh bà cụ nha các bạn. Nhà đây em thấy toàn đấy, hình như làm cái mái là mới, còn bên hông là toàn nó tôn cũ không đúng không? Dạ tôn cũ. Dạ. Cái thằng Hùng hồi nãy là nó gấp là nó khổ luôn, thấy nó cậu dữ dằn thằng nãy. Cho người qua đưa bọn mình qua sông. Ông bị mù con mắt, ông bị hư con mắt luôn. Dạ dạ. Mấy bảy mấy mà nhìn già chứ, đứng bên này xong nhìn qua thấy già lắm không? Ông thì 80 mấy rồi. Dạ. Ông tám mấy hả? Ông 80, 82 gì đó, còn 73 đó. Dạ. Chở đủ 3 người không? Chở được 3 người không? Được mà. Con ghé thui thui theo, móc cái mũi con vô. Tại vì chú này chú nhỏ không khó lắm, tại chú không... Chú bay thôi chú. Cầm đầu đầy đủ không nha, để quên nha. Dạ dạ. Để mình lên ghe nha các bạn. Rồi rồi, xuống đi. Dạ dạ. Ngồi ngồi bên đây hả? Rồi ngồi đây đây, anh xuống đây đi. Rồi. Nhưng mà ngồi lùi đây được đúng không? Rồi. Không xuống không? Xuống đi hả? Còn mấy ngồi giữ xe đi. Rồi, hóc đi con. Ê, 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 ê. Sao? Vỏ này nó không lắc bằng cái xuồng của em nãy. Dạ, dạ. Vỏ này tốt hơn đó hả? Vỏ này nó dày hơn mà nó vững hơn cái xuồng nãy. Nãy đi được mà giờ huống chi là giờ đúng không? Nhà này mà không có đường đi vào luôn trời. Không có đường đi bên đây đi nhờ qua không? Dạ, phải đi qua sông. Cái đường này, cái nhà này em cũng không biết. Tại vì em có đeo bộ hổm làm nhà cho sư cô, em mới thấy thôi. Dạ. Em thấy tội quá, nhà sập rồi, cái em mới ghé em coi thử là nhà sập bả bị tai biến sợ. Chị mưa bão lên tiếp. Dạ, dạ. Em mới xin một cái căn nhà, cũng mừng. Cũng rừng, cũng mừng, cái ông rơi nước mắt. Dạ. Không biết chừng nào mới được cái nhà gì đây. Dạ. Rồi cái khẩu từ thiện ta đứng, ta cắt luôn cho mình luôn đó. Dạ. Giống nước đang lên nữa đúng không? Nãy con cái móc là ngược cho lên trước. Nước nó chảy dữ lắm luôn.
cái mũi vô luôn đi, cái mũi vô cái chạy rõ luôn. Nặng nặng cái nó quay cái lát nữa kiếm lại nó. Anh chào ông. Dạ. Đúng không? Có đi có sập không ông? Sập không? Sập không? Không sập, không sập. Rồi, lên được rồi. Rồi lên đi. Dạ. Ông ăn cơm chưa ông? Chưa ăn cơm mà cơ. À, xe lăn này là của bà hả? Xe của bà. Ôi, nhà mình không có đường vô là phải đi qua sông mới vô được. Nhà không có đường đi vô luôn. Dạ. Đây đang làm nền nhà không? Dạ dạ. Con chào bà. Dạ dạ. Ngồi đâu không bà? Dạ dạ được rồi bà không cần đâu. Chỗ bà lạnh hay sao bà quyền khăn dưới ký à? Nói nghe bà không nghe đâu. Dạ dạ dạ. Ông kéo ghế ông ngồi kế bà con hỏi thăm câu chuyện. Dạ. Mình ở nhà mình đây là mới cất đây không? Mới cất rồi cháu. Ở tôn cũ à ta? Tôn cũ rồi mình tận dụng tôn cũ đó, còn con mấy ông cạo cho thì dạ. Tại cái tôn này lập lên trên này nó thấy lỗ quá trời này. Không mấy nhỏ tay nó làm được không được. Ý là bắn silicone vô cho nó khỏi rột đúng không? Dạ. Ông cho hỏi thăm ông tên gì? Ông Nguyễn Văn Sinh. Nguyễn Văn Sinh. Ông năm nay được nhiêu tuổi rồi? 80. 80. Dạ. 80. Ba bảy mấy. Dạ. Ủa, con mắt ông bị sao vậy? Bị hư lâu lắm rồi, hư hồi còn bốn mấy tuổi. Hồi bốn mấy tuổi là bị vậy hả? Dạ dạ. Chụp hình hay gì để ta lấy áo bận vô làm gì kỳ lắm. Dạ mặc áo cũng được. Dạ. Bà tên gì bà? Nguyễn Thị Em. Năm nay bà đi nhiêu tuổi rồi? Năm nay được 85. 85 tuổi rồi cơ. Thế bà có vẻ yếu nhỉ? Rồi mà mình đã tay biến. Tay biến rồi cơ. Bị lâu chưa bà? Năm mấy. Năm mấy đây? Năm 2003 bây giờ. Dạ dạ, 2003 đến bây giờ. Dạ, thôi ông ngồi ghế với bà đi. Ngồi đi. Dạ, đây con lấy cái này con ngồi. Ngồi mãi uống nước mà mấy cháu. Ngồi đây con nói chuyện với ông bà được rồi. Dạ. Ông cứ ngồi đi. Cảm ơn con. Dạ. Đây là nhà này mới cất rồi không? Mới cất nè. Cất được mấy ngày rồi? Được hôm bữa mùng 9 đến nay. Từ hôm mùng 9 đến nay. Ừ. 9 đến nay mới có mười mấy à? Mười. Dạ, có nhà mới ở ha. Trước là nhà lá không? Nhà lá mà dột kêu lắm nè cháu ơi. Dạ, dột lắm hả? Tại con thấy cây cối lá mục các thứ kia là chắc là mới rõ nhà ra này. Đó bởi vì mấy ông Minh Đạo mới cho nè. Dạ, dạ. Là mới cho được cái nhà này để làm cho nó khỏi mưa khỏi dột. Ông bà cho con hỏi thăm là ông bà được có mấy người con? Năm mà có chồng có vợ với còn Út rồi nó đi cũng đi làm á, không có tiền bạc rồi nó cũng không có gì. Vậy là có 5 người con. Lấy chồng mới vợ xa hết rồi đúng không? Nhà mình ở đây lâu chưa nhà ông nhỉ? Bắt về đây hả? Dạ. Năm 2000 lấy vợ. 2000. 2000 là năm nay là 20 năm rồi. 20 năm. Dạ. Ba bị nãy giờ hiếu là không đâm nước nước Út. Thôi cần nước nôi gì đâu. Bà nhà mình bị lâu chưa ông? Bị hồi năm 2003 tới giờ. 2003 đến giờ. Thế ở đây thì con cái ăn uống như thế nào không?
thì cũng ăn hôi hút kìa, coi nghèo mà đâu có ăn bằng ta được. Dạ dạ. Thế nhà mình ruộng vườn nhiều không? Hả? Ruộng vườn nhà mình có không? Trời ơi, có gì đâu, phải có, đâu có nghèo dữ vậy. Dạ. Coi, coi. Có mấy cái gò này thôi hả? Có nhưng mà bán lo thuốc thôi mấy. À, có nghĩa là ngày trước có nhưng mà bán để lo thuốc cho bà đúng không? Ừ. Bây giờ là chỉ còn cái gò này thôi đúng không? Ừ. Này cái gò giữa cái đồng chỉ có duy nhất có một mình nhà ông thôi đúng không? Ừ. Dài dài cũng có mà xa xa đó phải cháu thấy thì xa xa nó có cái đó. Dạ dạ. Có nghĩa là nguyên cái khu này là mình thấy là chỉ có một mình với nhà ông thôi. Còn bốn bên là ruộng lúa. Mà nếu muốn vào nhà ông phải đi qua một cái con sông thì mới vào được, không có gọi là không có cầu á. Ông dẫn con vô thăm nhà một tí được không? Ông dẫn con vô trong nhà đây thăm nhà xem rộng không được không? Được, trời ơi, đi con có được cứ đi có gì đâu. Dạ, ý là muốn đi cùng mấy ông cho nó vui. À, tối ai ngủ đây không? Thu với bà à? À, ông bà ngủ ở đây. Dạ. Con này cháu. Cháu hả? Nhỏ đó thì nó 53 tuổi rồi, nó câm. Dạ dạ. À cái chị đang ngoài kia là bị câm, bị câm đó. Phải là không có gia đình hả? Không. À. Đó đấy là con út hay con cái chị đó là con út hả ông? Đâu nhỏ thứ ba đó. À thứ ba. Dạ. Rồi trong này là nền đất à? Dạ. Là mình nấu ăn trong này. Thì cái này cũng mới làm đấy nè. Dạ. Đây là nấu ăn ở đây. Nay ông bà chưa nấu cơm à? Chưa, phải nó lo nó mần kìa. Lo mần quá nên chưa kịp nấu cơm đúng không? Dạ. Ăn cơm tối chút đi. Dạ, ăn tối xíu cho nó mát. Đây xung quanh đường sau nhà ông bà nữa các bạn. Đây là cái bếp cũ ngày xưa đúng không? Ờ, bếp dạ. Nấu cơm. Có nghĩa là ngày xưa cái nhà mới là nằm ở kế bếp này luôn. Ừ. Dạ, xong bắt đầu là mình phá nhà kia mình làm lại. Ừ. Đây là mình hứng nước mưa mình thầy. Hứng nước mưa. Uống không à? Nước mưa là để uống. Để uống, còn cây nước là mình thầy. Cây nước là mình tắm giặt đấy đúng không? Tắm. Dạ. Rồi chén, rồi đồ. Dạ. Nhìn cũng rộng quá không ha? Rộng. Dạ, dạ. Rộng cho nó thoải mái ha. Ừ. Có con cháu về, có con thấy có cái tivi này. Cái tivi này chắc cổ lắm rồi này. Đâu lắm rồi, bây giờ mới đâu có xài. Cái tivi này còn xài đâu không? Hư mẹ rồi. Tivi từ cái thời mà đang còn xài vô tuyến, xài cần đăng ten này. Cái này cần đăng ten này. Này là đồ cổ. Đồ cổ. Giờ không xài được không? Cái trắng đen hồi đó bây giờ đó. À trắng đen hả? Cái này. Tưởng xài được con xin. Tivi này ngày xưa là mở là vặn cạch. Đó, xong bắt rò vào cái nút ở bên trong là rò cho nó phải nhét phải nhiễu này. Dạ. Ngày xưa là mở kinh là phải bật cái này này. Đó, rồi bắt đầu muốn cho nó nét là phải vặn cái bên trong này này. Đó, to tiếng này. Đó. Volume á. Có cái tivi này giờ cũng thú vị á. Bây giờ đâu có hát được, bây giờ trắng đen bây giờ đâu có hát. Dạ đúng rồi, giờ nó không xài. Ông vẫn giữ được cái tivi này là ông cũng. Cái này là làm được khi nào xong không? Cái nhà này làm khi nào xong? Dạ, bị con cháu nó không mà nó tiếp, còn không ở không mà. À, cũng là còn giờ phải dựng cái mặt này nữa. Rồi bắt đầu đổ cái nền này nữa. Dạ. Là tối hai ông bà nằm đây. Dạ. Thì con quê ở đâu? Con ở trên thành phố xuống. À. Chắc con nghe giới thiệu ông bà ấy cho nên là con ghé con thăm ông bà. Thôi dạ. Vậy cũng cảm ơn con. Dạ. Có lòng vậy cũng mang ơn quá. Dạ dạ. Và con cái ông bà có hay về không? Nó cũng ít bị bằng rất tốt rồi, nó không có tiền có bạc rồi. Nó cũng lâu lâu gửi vài triệu gửi chứ đâu có nhiều. À. Là cũng có gửi về để biếu cho ông bà để có tiền ăn tiền uống đúng không? Tiền ăn uống. À. Nhà mình được mấy trai mấy gái không? Hai thằng trai nhưng mà thằng lớn này nó có ở bên Vĩnh Tường, nó có nhà vậy. Dạ. Nó ra riêng rồi. Dạ. Nhưng nhỏ thứ tư thì nó có chồng dưới rừng láng. Dạ dạ. Còn nhỏ thứ năm thì nó không có chồng mà nó đi mần. Vậy thằng Út là kể như thứ sáu là nó cũng đi mần nữa. Dạ. Vậy là lập gia đình hết chưa ông? Còn nhỏ thứ năm đó chưa có chồng, chứ nhỏ này là nó 53 tuổi rồi đó. À, có cái cô này. Cô đây là chưa Câm.
Dạ, chị thì không nói được hả? Không. Dạ. Vậy là giờ ở mấy ông bà luôn. Ờ, dạ. Giờ mình đâu có bỏ đâu được. Dạ. Ngồi ghế được không? Dạ được rồi, không cần ông ơi. Ngồi ghế, ngồi cho ngồi đi. Đem nước vào vô uống. Bà nhà mình nhìn có vẻ ốm nha ông nhà. Bà ăn uống có được không bà? Không được. Ăn cơm cũng được các ơi. Ăn bữa cũng chén vậy đó. Dạ thấy bà ăn hơi ốm. Ờ. Dạ. Thế giờ tiền thuốc tiền men của bà là có đủ không ông? Thì có khi uống mà có khi không bị hết thì thôi. Dạ dạ. Rồi nhà mấy ông nhà nước cho một tháng bảo được 500. Dạ. Đó, ông có tiền già chưa? Có. Có rồi hả? Ừ, đi mấy năm rồi. Vậy là hai ông bà là được. Ủa nó mấy năm rồi là ông năm nay là hơn 80 rồi chứ? Ờ nhưng mà mình kể 80 đi. À chứ nói chăn 80 đúng không? Ừ. Vậy ông năm nay phải 82, 83 tuổi rồi. À. Được mấy năm nay rồi mà. Ừ. Ông hơn 80. Ừ. Bà là năm nay cũng gần 80 rồi. Ừ, 37 mấy rồi. Dạ. Ở trong này cũng yên tĩnh không nhỉ? Nhà mình có chăn nuôi được nhiều gà, nhiều vịt đúng không? Cũng được, vài chục con gà này nè. Dạ. Có đủ sống không? Thì đắp đổi chứ gà vịt mà lắm khi nó cũng ghẻ ghề. Dạ, ý là chủ yếu là để trang trải cho ăn uống trong nhà thôi đúng không? À. Dạ. Chứ không có dư giả gì. Dư giả gì được. Nếu dư giả cất nhà lâu rồi đúng không? À, đúng rồi, con nói vậy đúng rồi. Dạ. Ủa kia là cái nhà gì không? Đó là gà vịt. À, ở chung gà chung vịt hả? À, sống như vậy luôn. Dạ. Trời ơi, làm nghiệp Úc quá trời. chú không có đi được. Dạ, chị dẫn con đi từ sáng đến giờ đó. Ừ. Cứ có hoàn cảnh nào khổ là chị dẫn đi. Ừ. Dạ, dạ, cảm ơn chị, dạ. Con uống đi Úc ơi. Dạ, con nhiều, con uống. Ừ, con uống đi. Là nghe ngồi uống mình cho được nhiều. Bà giờ là không đi được không? Đi thì mắc dắt. Đi là phải dìu đúng không? Ừ. Dạ. Còn nhưng mà đâu ở đây cũng đâu đi đâu được. Đâu có đi đâu. Ngồi ví dụ đi ra đó rồi vô đây vậy. Từ đó ra vườn, từ đây ra vườn thôi chứ bởi vì cũng đâu có cầu có cống mà cũng đâu có dân đâu. Bởi vì trong này vào sâu quá. Ừ. Dạ. Ê, khổ lắm con ơi. Khổ sao ông kể con nghe coi. Ừ? Khổ là khổ thế nào ông? Kể. Vì mình nghèo hơn ta, mình không tiền không bạc, điện đài cũng không có. À, ủa nhà mình không có điện đó hả? Đâu có. Người ta có điện nghe, ta có điện nghe, ta với câu điện được, ta dựng cột được. Ồ. Trong này nhà nước đâu có lo. À. Vậy là cần gần mấy cái nhà bên đây có điện không? Có, vì ta có tiền ta kéo. À, có tiền kéo. Ừ. Mình không có, mình đâu có kéo được. Nhà mình không có điện luôn. Tối thắp đèn dầu hả? Thắp đèn dầu. Hôm nay là 9-10 năm rồi đó, đâu có điện. 10 năm rồi cũng không có điện. Không. Vậy là hồi trẻ là ông làm gì không? Muốn làm ruộng không ạ? Cũng đi làm ruộng. À. Lấy vợ rồi làm ruộng, sinh con đẻ cái là cũng ở đây luôn. À. Dạ. Vậy là cũng đẻ được 5 anh chị, giờ có gia đình hết rồi. Dạ. Con cái lớn hết rồi, giờ thoát ly. Giờ ở đây thì còn không có điện nữa. Nước là mình khoan ở không? Nước là mình bơm mình xài được. Cây dạ. Nước là đóng rồi đó, năm đó. Năm nay năm rồi đó, đó đóng 4 triệu. À, đóng 4 triệu. Ừ. Chứ ngày xưa là xài nước sông à? Nước sông không. Dạ. Tắm rửa ăn uống là lắng phèn đó đúng không? Ừ. Dạ. Còn bây giờ có cái cây nước gọi là khoan nhưng mà nước nó cũng đâu có ăn được. Ừ. Chỉ tắm giặt thôi đúng không? Còn là ăn uống là nước mưa. Uống được rồi, uống. Dạ, được rồi, kê con ông ơi. Ông bà uống đi. Uống đi, uống rồi, con uống đi. Dạ, dạ, con cảm ơn ông nha. Ừ. Dạ. Ông mời uống miếng. Uống đi, uống đi. Thì mới ngọt uống, lắm. Mới uống nước trà rồi. Trà ngọt lắm không? Ừ, nước dương á. Nhà vườn, cây nhà lá vườn mà đúng không? À. Giờ này còn không có đèn dầu, không có điện nữa, đèn dầu không ạ? Ừ. Cho con hỏi thăm là bây giờ ví dụ như là cái cuộc sống của ông bà nó có khó khăn gì không?
Thì khó khăn là nãy giờ ông nói con là vì mình những đề nghèo khổ không có tiền bạc thì khó khăn hơn người ta. Yeah. Không có được thoải mái gì. Dạ, yeah. Con nói về cái ví dụ như ăn uống nọ kia đó, mình có đuổi đầy đủ không hay là mình có thiếu thốn vậy? Cũng thiếu chứ, bữa là thí dụ mình có tiền mình mua cá mà đâu còn không có thì cũng ăn uống. Không có tiền là ăn mắm hả? Ăn nước tương nữa hả? Tương, mắm. Có thường xuyên không? Không, cái đó thì cũng ví dụ 5-10 ngày hay là 2-3 ngày cũng ăn bữa. Dạ, dạ. Vì dạ. Mình không có thiếu hụt để ăn nhín vậy. Dạ, dạ. Bây giờ bà lắm khi mua con cá này bà ăn 2-3 ngày. À, mình bà ăn còn đó ông ăn gì? Thì ăn nước tương nó mắm. Vậy là nhường cho bà ăn hả? Ờ. Trời ơi. Mày ông thương bà dữ lắm đấy chứ. Thương bà hay. Bà ơi. Bà ông thương bà lắm đấy chứ. Vậy đó con ơi, dạ. Sống vợ chồng trăm năm mà, dạ. Từ hồi nào giờ, bây giờ bà vậy mình phải tiện tặng cho bà ăn. Dạ đúng rồi, mình ăn cực tí không sao đúng không? Mình còn sức mình ăn cực khổ, chút đỉnh cũng không đến nỗi gì. Dạ, dạ. Ví dụ cho bà ăn là có cái sức khỏe, ví dụ dạ. Sống được vài ngày nữa. Dạ. Có nghĩa là ăn uống là ưu tiên cho bà. Để cho bà có sức khỏe. Dạ. Như con cá mua hôm qua rồi nay bà ăn còn khứa nữa. Còn khứa nữa. Mời đi dụ đi mua. Vậy ông ăn cái gì? Thì nước tương nó mắm hoặc mình kiếm con cá lòng tâm không bệnh gì đó. Dạ. Mấy đứa dân lưới rồi mình ăn bậy. Gọi là ý là gọi là cũng chan tí nước đúng không? Gọi là còn là để cho bà ăn thịt. Ông thương bà dữ lắm á. Thương chứ già rồi. Có tí bà đúng không? Có tí bà phải thương chứ đúng không? Dạ. Để cho sống được năm nào hay năm nấy. Dạ. Thấy ông đâu còn khỏe, ông đang làm đủ thứ việc hết mà. Thì vậy đó con, gắng. Dạ. Giờ làm sao giờ không có ai chứ, phải gắng làm. Dạ, dạ. Giờ này con tới chơi với ông bà. Trước tiên là hỏi thăm về cái tình hình sức khỏe của ông bà. Dạ, cái thứ hai đó là con cũng tới con thăm rồi, con cũng thay mặt mấy cô chú. Dạ, gửi biếu trước cho ông bà gọi là tí chút gọi là làm quà. Dạ. Thì cũng cảm ơn con. Dạ. Rồi nếu mà có dịp nữa thì con lại xuống con thăm ông bà tiếp ha. Dạ. Vui quá. Lần sau con xuống sớm ông bà nấu cơm cho con ăn mấy ha. Trời ơi, có dấu. Dạ. Thôi con biếu cho ông bà 1 triệu ha. Thôi dạ. Cảm ơn con nha. Tấm có đồng quà tấm bánh của các cô chú gửi biếu cho ông bà. Dạ. Quý quá quý rồi. Dạ. Thôi ông bà nghỉ nha, tại giờ cũng trễ rồi, gần 6 giờ tối rồi. Con cũng xin phép con đi về. Rồi nếu mà có dịp thì con lại ghé con thăm ông bà tiếp nha. Dạ dạ. Thế thôi mấy... con chào bà nha bà. Dạ. Mấy đứa con uống nước đi. Dạ dạ. Thôi được rồi, đây con đang uống đây không? Uống đi. Dạ. Uống đi con. Chú mà sao có không xin tên cho chú không lập trên nóc nhà để chú lập ba cái tên cũng lỗ cho dạ. Vì mấy đứa nó nói là hôm nay mình cũng tới thăm ông bà đó các bạn, mình cũng chia sẻ hoàn cảnh của ông bà đến với mọi người. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nhé.